Rồi, được. Con gọi lại, con gọi lại cái đó. Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng. Dạ. Đó, bây giờ để chú bây giờ cho chú vô đứng rồi sau đó với tường vô đứng cũng như để cho cháu chụp để có mặt nhé. Dạ. 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 Xin xin đổi cho lát vô lại nha. Chú vô chụp cái đi. Luôn luôn luôn. Chú đi ngồi đi. Quay cho tôi. Quay. 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 Tao hết bộ dạ à. Rồi, okay. Bộ em rồi, okay. Rồi, ok quá. Sao vậy tao sửa tao cái sáng chứ. Thôi. Ông lỡ ứ. Dạ. Thôi. 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 Dạ. Có dính cái này không ai? Hết. Chụp có dính cái này không? Có. Ok. Không chụp. Sao hả? Xong. Rồi. Bây giờ. Rồi bây giờ mình làm. Bây giờ bắt đầu mình được phát tiền rồi mình làm cái video ha con ha, đúng không? Hả? Là con cũng nói với cha cái này cũng nhưng mà con nói thêm là những người là bệnh đau trường hợp đặc biệt con nít tiếp tục đi một mờ hai phút hả? Giờ là hai phút em có hai loại như là hạt mà từng mà mẹ cũng nghe đồ ăn cứ quay được khúc khúc rồi. Phải lưu cái bằng thảo nào? 5 phút tùy. 5 phút tùy. Thôi cứ bị bờ. Dưới 5 phút, chắc chắn đi bộ. Bắt đầu hả? Bắt đầu nhé. Rồi, ok. Dạ, hôm nay là ngày 31 tháng 8 năm 2022. Con là Hana, đại diện cho nhóm nhỏ người thượng tị nạn tại Thái Lan. Thì hôm nay thì con và chú Lê Hiền đã nhận được của chú Hoàng Nam là 1.000 đô la Úc, đổi ra tiền Thái là 25.000 bạt. Thì con và chú Lê Hiền sẽ chia ra giúp cho 25 người, một người được 1.000 bạt. Thay mặt cho tất cả anh chị em thì chúng con cảm ơn cô chú Hoàng Nam rất nhiều. Đặc biệt những 25 người này là những người già, yếu, với lại đau ốm, có con, mẹ đơn thân, họ cũng khổ hơn những người làm việc. Em có quay cả gì Cảm ơn cô chú Hoàng Nam thì là họ là chứ còn là chị Trang. Cảm ơn chú Hoàng Nam cho cảm ơn chú Lê Hiền đây này Lê Hiền là mẹ làm chú lòng cảm ơn cô chú học nam rất nhiều ạ. Lát mình đổi cho nhỏ sợ mình nghĩ là lát có chuyện thôi mình đổi cho anh dành chút xíu nó video á. 5 phút nữa họ. Rồi. Cảm ơn cô chú Hoàng Nam. Cảm ơn chú Hoàng Nam. Rồi. Chú rồi. Quay cuộn của nhân này. Thế là mày đã gọi em mà lừa vậy. Dạ gửi anh. Cảm ơn chú Nam. Rồi còn ai chưa có? Anh ai chưa có giơ tay lên. Rồi, hai người. 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 Rồi, hai người.
Trời, đánh đẹp lâu quá rồi. Có ai nữa? Chú, chú ơi. Anh Ma Lư, chú ơi. Rồi, cảm ơn cả Nam nha. Lê Thiên Lâm, cảm ơn anh nha. Bây giờ con tắt máy rồi, con quay lại rồi. Con này để người nhận tiền. Cảm ơn cô chú Hoàng Nam. Dạ. Thank you. Rồi, con hả? Bây giờ giáp hết rồi, bây giờ còn cái người đau nè. Có ai nữa? Hết rồi, sắp hết rồi, đủ hết rồi. Giáp lên, mời tạ hết rồi. Ừ, đúng. Đúng không? Cái hai tạ ta. Dập lại, nên là... Hai tạ dập như cà bạc thì bò sẽ... Nên là do... Này là mẹ. Ê, quay là dập lại hả? Này phụng nhóm chú Hiền mà ốc đi rồi chọa dòng tay hàng chọa sáng co rồi phụng chọa phụng tuôn như từ một covid đi ru bre ru quẹ cơ buồn sang rồi đề gà rồi bên này này như rồi chọa co rồi trực tiếp chặt thái này này Lý Hiền này này rồi còn ai nữa đâu còn ai bây giờ hết rồi giá hết rồi, cho giá hết rồi. Mò ai lấy rồi? Bây giờ chỉ có mò ra trang mà đó. Con đến đây là mình phát còn những người ta có được sự giúp đỡ bao nhiêu người rồi. Đến con trước. 15, 17, 10, 11, 13, 15, 15, 19, 21, 22, 23 người ạ. 23 người. Đâu, mất 2 người nữa. Thì 23 người, chú Hiền nói là bên Bắc Long 1 người, có lại thêm cho chị Sương Thất là nhận 2 phần, nên là không được. Bên Bắc Long á, thì 2 người là 1 ông Đao cảnh sát. Rồi, chưa năm. Rồi, bây giờ chỉ ông Hải cho bây giờ nhận tin ông Hải đi em. Rồi, để chị có cảm ơn mấy nhận với Bắc Long này. Rồi. Bây giờ quay chưa chú Hiền? Vâng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi con quay đi. Rồi bây giờ 1.000 đồng này là của anh Nguyễn Quang Hải, sư đoàn 5 một bên đang cũng cần sự giúp đỡ, lớn tuổi là bệnh đau, cần sự giúp đỡ Nam, nên là tôi gửi cho anh Lê Đức Long trưởng 7 như dù phụ quân nhân mình luôn để đưa về cho anh Hải và sẽ có video clip cho anh. Dạ, và lời cảm ơn đến anh. Cảm ơn Hoàng Nam. Tôi cảm ơn thay mặt cho anh Nguyễn Văn Hải. Cảm ơn anh Hoàng Nam. Tôi gửi cho anh và anh Hải 1.000 bát để xoay sở trong cái cuộc sống hiện giờ. Rồi con chị Sư Pháp không? Dạ, chị Sư Pháp. Bây giờ con nói luôn là bây giờ chị siêu thoát bệnh gì đó rồi coi như là siêu thoát nhận giùm ha. Ok. Con quay con đó. Chị siêu thoát tới. Ừ, tới đó. Đấy, có tiền chưa? Có rồi. Thôi bây giờ gì nè. À, chị siêu thoát là nghe nói là bị bệnh đau đúng không? À, thường bị bệnh phải không? Thì bây giờ thay vì anh em á nhận một phần á 1.000 bạc mà thôi. Thì bây giờ anh chị em ở đây thông cảm, mình sẽ yêu thương mình giúp đỡ với nhau thì cho chị siêu thoát là 2 phần. Thay vì một phần bây giờ mình đó mình chia sẻ với nhau chứ cái bây giờ mình không biết nói sao hơn. Thì bây giờ gửi con quay con nói luôn con nói sao từ từ chưa à, thay vì người bệnh nhưng mà chứ Hiền à tôi con quay để chứ Hiền nói nha. À, thưa anh Hoàng Nam, à, thay vì một người á là 1.000 bạc của anh chị giúp đỡ. À, thì một thì ở đây có 24 người tất cả, nhưng mà cái cô em này đó, cháu này đó rất là bị bệnh, bệnh đau rồi đi bác sĩ rồi hoài. Vì vậy mà tôi thay mặt cho anh giúp cho chị này là 2 phần, thay vì một người là 1 phần là 1.000 bạc. Thì bây giờ cái chị này bệnh đau thì 2.000 bạc cho anh Nam để có tiền để nhà thương và bác sĩ anh Nam. Rồi cảm ơn Nam rất là nhiều. Thank you Nam. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh Hoàng Nam. Bác Hoàng Nam. Rồi xong.